Xin chào tất cả các anh em nha. Video mình giới thiệu tất cả anh em tham gia dự án Dollar Factory. Để tham gia hôm nay clip Philip mô tả mình mang tới bóng start chatbot em ạ. Rồi các bạn lướt cha. Hay. Hay gì? Hay chết rồi nha. Rồi khi tham gia game là mình nhận được 60 token của hiệu là DLF1. Token này nó đã list lên sàn Bankake Swap nha các bạn. Nhiệm vụ đầu tiên của anh Sean kênh group kênh seller nha các bạn. Vâng các bạn. Chính xác của nó rồi. Rồi bạn muốn đắp lên nha bạn. Rồi nhìn tưởng tiếp theo của bạn cho tiếp kênh seller này các bạn. Bạn follow nữa. Rồi nhìn dưới thứ 3 thì các bạn follow tờ Twitter các bạn. Các bạn theo dõi Twitter nè, các bạn like và tweet là bài viết nè. Các bạn nghe con này biết là cái web là hình tảng bình bình xe máy trên nghe mà. Rồi các bạn bắt đập lên thì mình tiếp tục thì các bạn subscribe kênh YouTube like Facebook cho các bạn. YouTube bằng like bằng đăng ký nghe mà. Rồi các bạn bắt đập lại các bạn mở Telegram ra bấm bấm submit tên nè các bạn. Rồi các bạn bấm next tab nghe bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Twitter của tất cả các bạn nha. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi lại đường link blue file Facebook nha bạn. Rồi các bạn copy là trên Facebook thì ứng dụng thì các bạn vào setting các bạn copy link các bạn. Rồi tiếp tục thì subscribe vô submit link channel name. Submit YouTube channel link channel name. Tiếp tục thì các bạn gỡ đường link YouTube luôn các bạn. Các bạn vào kênh của tôi vào chia sẻ copy username đường link YouTube của tất cả các bạn nha bạn. Mọi người cho bot nè. Rồi tiếp tục thì các bạn gửi địa chỉ VIPet 20 wallet nha các bạn. Các bạn dùng địa chỉ VIPet wallet, MySell wallet, các bạn copy địa chỉ. Không, các bạn dùng địa chỉ Chuk wallet, các bạn copy địa chỉ BNB Smart Chain hoặc là ETH trên với Chuk wallet các bạn. Rồi các bạn copy nè. Rồi ra cho bot nè. Rồi bấm em khắp đây. Rồi các bạn bấm vào balance để chế số cần kiếm được. Rồi mình đã nhận được cộng 60 số cần để apply các bạn. Muốn gặp lên để chia sẻ cho bạn bè những người thân các bạn. Những video này đang kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo của mình nha.